gì mà cầm điện thoại sao làm? Lo mà làm việc đi đó. Trời ơi, nói chuyện đẹp quá à, để xin sắp vô nữa. Gì nữa đây? Hôm nay là cuối tuần thứ 6 bình thường thôi, không có va lung tung, va linh tinh gì ở đây hết á. Hôm nay là va lung tung mà. Nha chị, cho em xin nghỉ đi. Bạn trai em sắp đón rồi. Gì nữa? Em cũng vậy, tối nay em đi chơi với bạn trai em. Mới quen được mấy ngày nha chị. Em nha, em nữa nha. Gì cũng có bạn trai. Có luôn chị. Bạn trai hay bạn gái? Nha chị, nha. Ủa rồi nghỉ hết ai làm? Chị đã. Cái gì? 2 hours later. Chị ơi, lẹ chị ơi, cho em hai đi nữa. Rồi hai bạn có cái chị gì? Ơi, bán cái em vé rồi. Lẹ chị ơi, em hai ơi. Chị ơi, lẹ chị ơi, lẹ. Sang chấn tâm lý luôn á. 14 tháng 2 chị cho mệt vậy trời. One hour later. Em ơi. Gì nữa? Bạn vé xem phim đó bạn. Cho mình hỏi là ngày 14 tháng 2 mình có phim gì vậy? Hôm nay mình có phim hài, phim kinh dị, phim tình cảm, cái gì cũng có hết bạn. Bạn thích xem phim gì? Nếu là em thích coi phim gì vào ngày 14 tháng 2? Em thì thích xem phim tình cảm, nhưng mà thôi phim hài cũng hơi kinh dị đi, để cho có mấy cái đoạn đó. Ôi nhưng mà em vẫn á. Sao vậy? Mình mua vé xem phim mình không có đủ bạn. Điền mình. Mình đi với bạn gái. Có bạn gái rồi hả? Trai đẹp bây giờ có bồ hết rồi sao trời. Cưng ơi. Phim gì ạ? Ngồi tiếp theo. Em là cái xưa đây tức chính nè. Ác bơ đâu vậy trời? Này là gì đây? Quà. Quà hay là bom vậy cha? Bảo vệ. Anh sẽ đi đưa em đi shopping hết đêm nay. Trời ơi. Trời ơi, biết cái gì vậy? Đây giùm tôi. Cái gì vậy trời ơi? Kim là tự nhiên anh thích nhất nè. Kim ơi, I love you. Mỗi đứa một triệu nha.
Chị trả tiền cho chị Kim. Đây. Tôi trả thì dễ, mấy người trả thì khó kìa. Không, nó em không nói. Thôi mấy đứa cứ giỡn đi, mấy đứa xứng đáng mà. Yeah. Nhưng mà diễn thì có tâm rồi đó. Làm diễn viên á, muốn có tâm chút xíu nha. Đậu sẽ quá trang chút xíu nè mấy bà. Thấy ghê. Cầu mong cho bà ấy hoài nè ha. Nghiệp hả mày? Ây da. Ủa sao vậy? Em đau bụng quá. Anh cho em hỏi phòng toilet ở đâu vậy? Bây giờ nhá, bạn đi thẳng xong rồi bạn qua phải. Nhưng mà nó bên tay phải, đi qua tầm kia. Ok, luôn. Em cảm ơn. Anh còn một món quà nữa muốn dành cho em. Và anh sẽ tiếp tục đi làm rau nước để mà tích góp tiền mua thêm nhà. Và em chỉ việc đếm tiền thôi nha. Thật ra thì em đã ý anh lâu lắm rồi. Chỉ đợi anh tỏ tình đó, em đồng ý liền. Anh đã chờ em hơn 2 triệu năm. Yêu anh đi, mình cùng nhau đi trốn. Anh sẽ đưa em tất cả những nơi ở châu Âu và trả tiền cho em 3 bóc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra thì em có một bí mật muốn dành cho anh. Là gì? Anh đang đi làm ở dưới á, đam mê thôi. Muốn đi tìm bạn trai. Chứ ba em hả, là chủ tịch của rạp xe đa bóc này nè. Sẽ là của em. Từ mấy ngày gần đây đi mua bộ vest, cắt tóc còn viết cả thư tay để trao đi lên lời này, để đứng trước mắt em lúc này đây. Xe máy anh bấm cao lốp đâu đấy xong rồi nở, tóc tai vuốt vuốt các thứ xịt nước qua rồi nở, để qua đâu đến đi khắp thế gian. Oh baby just say yeah.